105.000 là con số các gian hàng trực tuyến đã đóng cửa trên Big Four của thương mại điện tử một thời là 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki và Sen Đỏ trong năm 2023. Và cùng thời điểm đó thì có 95.000 các gian hàng mới gia nhập một cái tên sàn mới nổi, đó là TikTok Shop. Con số này đang cho thấy một sự dịch chuyển hay đơn giản chỉ là một sự đào thải. Tôi là Chinh Vũ và đây là Chuyển động Kỳ Lân. Giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích. Rồi, tranh thủ nè mọi người ơi. Làm sản phẩm áo dài may đo tưởng như rất khó để bán trực tuyến, nhưng chị Lan vẫn quyết định tham gia chương trình bán qua livestream trên một mạng xã hội giải trí trong dịp Tết vừa qua. Người mua thay đổi ít nhưng người bán phải thay đổi nhiều. Với như bản thân tôi thì gần như là tôi phải xác định là tôi phải thay đổi toàn diện để mà tiếp cận, đặc biệt là với giới trẻ. Như uy tín này, công nghệ này, đổi trả này, với online thì mình cũng phải giữ làm sao được như vậy. Người dân, người tiêu dùng cũng mua hàng qua online rất là nhiều. Mình cũng muốn tham gia để mình quảng bá cái thương hiệu mình nhiều hơn. Trong ba tỉnh thành của nước Việt Nam mình mọi người đều biết. Chưa bao giờ sức ép phải thay đổi của bán lẻ truyền thống thể hiện rõ như hiện nay. Trái ngược với cảnh ế ẩm điều hưu tại chợ truyền thống. Là sự sôi động tấp nập bán buôn khi tiểu thương áp dụng các phương thức bán hàng trực tuyến. 77 phiên bán hàng trực tiếp livestream với sự tham gia của lực lượng người có ảnh hưởng trên mạng vào giữa tháng 12 vừa qua tại chợ Bến Thành đã giúp bán được 18.200 đơn hàng, thu về hơn 4 tỷ đồng cho các tiểu thương. Điều này thể hiện người dùng Việt Nam đang mua sắm trên các nền tảng mạng xã hội giải trí nhiều hơn trước. Theo giới kinh doanh, thuật toán của nền tảng ưu tiên hiển thị cho các nội dung livestream của người có ảnh hưởng buộc các nhà bán hàng cũng phải thay đổi liên tục để thích ứng và khiến những ai thiếu chuyên nghiệp phải bị đào thải. Năm 2023 đã có 10.000 gian hàng trực tuyến rời thị trường, khiến tổng số nhà bán hàng giảm hơn 1% so với năm trước đó. Đối với TikTok Shop, nó là một cái mô hình mà người ta đẩy những cái hiển thị đến một cách chủ động. Ví dụ như là họ sẽ tập trung họ đẩy cái hiển thị đó đến livestream của các cái bạn có ảnh hưởng. Và để cho những cái hoạt động đó nó hiệu quả, thì cái thứ mà để ra đơn hàng tốt nhất đó chính là giảm giá, đó chính là quà tặng. Thì họ tạo ra một cái xu hướng là giảm giá rất là sâu ở trong các cái phiên livestream. Một cái chuỗi giờ chúng ta cứ liên tục phải giảm giá, liên tục phải cạnh tranh với nhau. Họ tạo ra một cái môi trường cạnh tranh khốc liệt và đến cái kiểu mà chúng ta cảm thấy nó mất sự cân bằng. Số liệu cho thấy số lượng nhà bán hàng trên Shopee, Lazada, Tiki, Sen Đỏ giảm, còn số nhà bán trên TikTok Shop lại tăng. Một số báo cáo cũng cho thấy xét về thị phần doanh thu, TikTok Shop đã tranh được thứ hạng với Lazada và Tiki. Nhưng đại diện nền tảng dữ liệu Metric cho rằng không đủ cơ sở để nói rằng lượng bán hàng rời 4 sàn là để dịch chuyển qua TikTok. Thực tế, nhóm 4 chợ trực tuyến vẫn có thế mạnh riêng vì sở hữu hệ sinh thái giao hàng, giao đồ ăn hay ví điện tử. Một thống kê của UNET cho thấy giá trị mua hàng trung bình của 3 sàn Tiki, Lazada và Shopee cũng cao hơn đáng kể so với TikTok Shop, cho thấy những ngành hàng giá trị cao vẫn được người dùng ưu tiên mua trên các sàn. TikTok Shop với lợi thế kích thích người dùng giải trí kết hợp mua sắm có thể giúp tăng độ phủ mua hàng trực tuyến cho người dân và mang lợi ích chung cho toàn thị trường, chưa hẳn đã là giành thị phần từ đối thủ khác. Thực tế khi mà bây giờ một cái người mà người ta bắt đầu có phát sinh cái nhu cầu mua hàng ấy thì có thể người ta sẽ mua ngay trực tiếp ở trên cái nền tảng mà người ta đang giải trí. Nhưng cũng có những cái người mà người ta vẫn, khi người ta thấy có nhu cầu mua hàng, người ta vẫn sẽ đi tìm kiếm những sản phẩm đó, so sánh ở trên những cái nền tảng khác nhau. Đó để người ta tìm được một cái chi phí nó hợp lý hơn chẳng hạn. Thì bản thân cái việc đó nó sẽ kích thích về cái thị trường chung, về thương mại điện tử của Việt Nam nó đều có sự tăng trưởng. Dù số lượng nhà bán hàng trực tuyến năm qua có giảm, nhưng tổng doanh thu năm 2023 của 5 sàn lớn vẫn tăng mạnh hơn 50% so với năm trước đó. Theo phân tích của PEN, tổng giá trị hàng hóa thương mại điện tử năm 2023 của nước ta vẫn tăng trưởng 11% theo năm, đạt 16 tỷ đô la Mỹ. Thị trường vẫn còn nhiều cơ hội cho các bên. Lượng nhà bán hàng sụt giảm chủ yếu là nhà bán nghiệp dư nhỏ lẻ, nhưng xu hướng các doanh nghiệp lớn, nhà bán chuyên nghiệp dịch chuyển lên đa kênh trực tuyến vẫn không bị đảo ngược.